Nấm linh chi được nhiều người ưa chuộng nhờ những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, không thua kém gì nhân sâm hay đông trùng hạ thảo. Loại nấm này có thể sử dụng cho nhiều lứa tuổi, nhưng với một số đối tượng, khi sử dụng cần phải lưu ý vài vấn đề để tránh các tác dụng phụ không mong muốn, đặc biệt là ở người bị cao huyết áp. Trong nấm linh chi có chứa hơn 400 hoạt chất sinh học, các vitamin, axit amin giúp hỗ trợ phòng và điều trị khối u, tốt cho hệ tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, tim mạch. Ngoài ra, đây còn là loại dược liệu vàng cho lá gan khỏe, đồng thời hỗ trợ điều chỉnh đường chồng máu và cải thiện chức năng thận. Linh chi tự nhiên có vị hơi đắng, vì thế có thể áp dụng những cách chế biến giúp dễ dùng như cắt lát hãm trà, nấu canh súp với thịt hoặc tán nhuyễn thành bột trộn với mật ong. Người cao huyết áp có nên dùng nấm linh chi hay không? Cao huyết áp là căn bệnh mãn tính rất phổ biến trong xã hội hiện đại, chủ yếu tập trung ở người trung niên và cao tuổi, có thể gây ra các biến chứng như xơ vữa động mạch, tim mạch, tai biến mạch máu não. Đối với người mắc bệnh cao huyết áp thì trước khi sử dụng bất kỳ loại dược liệu nào cũng cần một vài lưu ý đặc biệt. Người cao huyết áp hoàn toàn có thể và rất nên sử dụng nấm linh chi vì chúng giúp hỗ trợ điều hòa, cân bằng huyết áp vô cùng hiệu quả. Các hoạt chất trong loại nấm này còn giúp ức chế sự tập trung tiểu cầu, từ đó hỗ trợ điều trị cao huyết áp, giúp điều hòa và làm ổn định huyết áp an toàn và hiệu quả. Ngoài ra, một số thành phần trong nấm linh chi còn giúp giảm lượng đường trong máu, thúc đẩy tăng cường trao đổi đường trong gan, từ đó giúp điều hòa huyết áp hiệu quả cho cả huyết áp tâm trương và huyết áp tâm thu. Đồng thời, nấm linh chi còn hỗ trợ hạn chế tình trạng tạo huyết khối của máu và phòng ngừa tắc nghẽn mạch máu não, giảm cholesterol trong máu và giảm nồng độ mỡ trong máu. Một số lưu ý khi dùng nấm linh chi cho người cao huyết áp: nên sử dụng đúng cách, đúng liều lượng thì mới đạt được hiệu quả tối đa. Với những người mới bắt đầu dùng nấm linh chi thì trong một tuần đầu chỉ nên dùng một nửa liều lượng được khuyến nghị để cơ thể thích nghi dần với loại nấm này và thực hiện cơ chế thải độc. Ở người trung niên và cao tuổi thường xuyên có huyết áp tăng cao bất thường hoặc có nhiều bệnh lý nền thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Người cao huyết áp nên kiên trì dùng liên tục mỗi ngày, tối thiểu 3 tháng sẽ cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, huyết áp được điều chỉnh cân bằng, ổn định, hạn chế bệnh vặt. Với nấm linh chi nguyên tay nên thái thành những lát mỏng, mỗi lần dùng 5-10g, sắc cùng 1 lít nước trong 15-20 phút để uống trong ngày. Không nên dùng nấm linh chi khi bụng đang quá đói hoặc tiêu chảy, nên dùng vào buổi sáng hoặc trưa, tránh dùng vào buổi tối muộn. Nấm linh chi khi dùng sẽ có vị khá đắng, nên bạn có thể kết hợp thêm các thảo dược khác như đông trùng hạ thảo hay mật ong để giảm vị đắng và tăng thêm dược tính. Ngoài ra, nếu muốn tiết kiệm thời gian, có thể sử dụng dạng cao, viên, nước hay trà linh chi. Quý khách có thể truy cập website nhansamthinhphat.com hoặc gọi điện hay nhắn Zalo đến số 0907799988 để được tư vấn loại nấm linh chi phù hợp với thể trạng hoặc làm quà tặng. Chúng tôi sẽ giao hàng nhanh trong ngày tại nội ô thành phố Hồ Chí Minh, từ 2-4 ngày với các tỉnh thành khác. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy ấn chia sẻ và ấn subscribe kênh YouTube của Sâm Yến Thịnh Phát để cùng cập nhật thêm nhiều video về chăm sóc sức khỏe khác.